Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết một số cơ quan đơn vị, lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ chúc Tết ở các địa phương đơn vị. Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh các đồng chí trong ban thường vụ tỉnh ủy, thường trực ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh và thành phố Sơn La đã thăm kiểm tra tổ hợp trang trại điện năng lượng tại bản Pát, xã Trình Ngân, thành phố Sơn La. Tổ hợp trang trại năng lượng do các đơn vị doanh nghiệp gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thành Trung Sơn La, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Minh Đức Sơn La và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tùng Lâm Sơn La đầu tư. Tổ hợp trang trại năng lượng được đầu tư theo mô hình khép kín, quy mô xây dựng 4 hecta điện năng lượng mặt trời, công suất 3 MW, chăn nuôi 4 vạn con gà mỗi lứa, 200 con dê sinh sản, 30 con bò, xưởng sản xuất rượu công suất 300 lít trên ngày. Trong đó, trang trại chăn nuôi được thực hiện theo quy trình tự động, bảo đảm vệ sinh phòng bệnh và các quy định về vệ sinh môi trường, đồng thời tạo việc làm cho 15 lao động địa phương với mức thu nhập bình quân 6,5 triệu đồng một người trên tháng sau khi tham quan các hạng mục của tổ hợp trang trại năng lượng đồng chí bí thư tỉnh ủy đánh giá cao việc doanh nghiệp đã chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật về đầu tư điện năng lượng mặt trời đồng thời đề nghị doanh nghiệp tiếp tục thực hiện tốt quy định về bảo vệ môi trường trong chăn nuôi bảo đảm kinh doanh an toàn hiệu quả tạo thêm việc làm cho lao động địa phương